sự khác nhau giữa đình, đền, chùa, miếu, phủ, quán và am. Không phải ai cũng biết, đặc biệt là đa phần mọi người khi đi lễ thì cũng không hiểu được ý nghĩa của nơi mà mình đến thờ cúng. Vậy hôm nay mình sẽ giới thiệu để các bạn sẽ phân biệt được giữa các cái cơ sở tín ngưỡng và tôn giáo này. Thứ nhất, chùa là gì? Chùa là một cơ sở hoạt động của truyền bá Phật giáo, là nơi tập trung sinh hoạt và tu hành, thuyết giảng của đạo Phật, của các nhà sư và tăng ni. Mọi người, kể cả các tín đồ hay người không theo đạo thì đều có thể đến thăm viếng, nghe giảng kinh hay thực hành các nghi lễ Phật giáo. Sở dĩ người ta thường gọi hay nói cửa chùa rộng là vì ai bước chân vào chùa cũng được hít. Vua, quan bước chân vào chùa cũng bằng cửa đó. Người buôn thúng bán nia hay những kẻ ăn mày cùng đinh trong xã hội cũng đều vào chùa bằng cửa đó. Tuy là cơ sở hoạt động và truyền bá về Phật giáo, nhưng do cái sự giao thoa và sự phát triển của các cái tôn giáo và tín ngưỡng trong quá trình lịch sử, nên khi đến chùa các bạn cũng sẽ thấy ngoài các ban thờ Phật thì còn những ban thờ khác như là thờ thần, có chùa thì thờ cả không có chùa thờ Khổng Tử, có chùa thờ cả Lão Tử. Đó là những vị thần trong những cái đạo mà tín ngưỡng khác. Về vấn đề này thì mình cũng sẽ có video bàn kỹ hơn về cái sự giao thoa, cái sự hội nhập và giao thoa giữa các cái tín ngưỡng và giữa các cái tôn giáo ở những video khác. Còn về căn bản thì chùa là cơ sở hoạt động và truyền bá của đạo Phật hay là Phật giáo. Thứ hai là đình là gì? Trong đời sống người dân Việt Nam thì đình là khi khởi dựng thì được phục vụ cho nhiều mục đích, từ thờ tự, đế lễ, là nhà hội đồng, là nơi sự kiện, nơi nộp thuế, là nơi nghỉ cho khách, cũng là nơi vui chơi sinh hoạt của cộng đồng. Nhiều nơi thì đình cũng là lớp học. Đình làng cũng được coi như là biểu tượng của làng xã, của quyền lực. Nó có chức năng như một ngôi nhà lớn của cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi hội họp, bàn việc của nhân dân trong làng, là trung tâm văn hóa, gắn bó với một cộng đồng cư dân, mang đặc trưng của nền văn minh nước nước Việt Nam. Thành hoàng làng là người có công với dân, với nước, lập làng dựng ấp hay sáng lập nên một nghề, hay ta thường gọi là ông tổ của nghề. Dưới các triều vua thường có sắc phong cho thành hoàng, vì hầu hết thành hoàng đều có công với nước, với dân làng, hay phường hội đi lập nghiệp, nơi khác cũng xây miếu, đền thờ thành hoàng làng tại nơi mình ở, tại nơi mình mới ở. Tóm lại thì đình làng có một số chức năng, nhưng nó vừa là trung tâm về tín ngưỡng, tôn giáo, về tài chính và cả trung tâm về văn hóa. Đây là ý nghĩa và chức năng của đình làng. Đền là gì? Đền là công trình kiến trúc được xây dựng để thờ cúng một vị thánh hoặc những nhân vật lịch sử được tôn sùng, giống như thần thánh. Ở Việt Nam thì phổ biến nhất là các đền thờ được xây dựng để ghi nhớ công ơn của các anh hùng, có công với đất nước, hay công đức của một cá nhân với địa phương được xây dựng theo truyền thuyết dân gian. Các đền nổi tiếng có thể kể đến ở nước ta. Thứ nhất là đền Hùng, đền Kiếp Bạc, đền Sóc, đền Trần đều là thờ các vị anh hùng dân tộc. Đền Voi Phục, đền Bạch Mã, đền Kim Liên, đền Quán Thánh thì thờ các vị thánh theo truyền thuyết của nhân gian. Miếu là gì? Miếu là một dạng di tích văn hóa trong tín ngưỡng dân gian của Việt Nam. Miếu thì thường có quy mô là nhỏ hơn đền. Đối tượng được thờ ở miếu rất đa dạng,
thể hiện là cái tên gọi của miếu. Và tên gọi thì theo đối tượng được thờ, phím chỉ và tượng trưng. Ví dụ như miếu cô, miếu cậu hay miếu thờ thần núi, gọi chung là miếu sơn thần. Miếu thờ thần nước thì gọi là miếu Hà Bá hoặc miếu thủy thần. Miếu thờ thần đất thì gọi là miếu thổ thần hoặc miếu hậu thổ. Miếu thường được xây dựng trên gò cao, sườn núi hay bờ sông đầu làng, cuối làng. Những nơi yên tĩnh để quỷ thần có thể an vị, không bị ồn ào của đời sống nhân sinh. Ở một số nơi trong các ngày giỗ của thần như ngày sinh, ngày hóa, thì làng đều mở hội tế lễ nghinh rước thần từ miếu về đình. Tế lễ xong thì lại rước thần từ đình về miếu để yên vị. Nghè là gì? Là một hình thức của đền miếu thờ thần thánh. Đây là một kiến trúc thường có mối quan hệ chặt chẽ với một di tích trung tâm nào đó. Nghè có khi thờ thành hoàng hoặc được tách ra từ làng gốc như nghè Hải Triều ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Nghè cũng có thể là một ngôi đền nhỏ có một thần nhằm thích ứng với dân sở tại để tiện cho việc sinh hoạt tâm linh. Khi ngôi đền chính khó đáp ứng được nhu cầu thờ cúng thường nhật, ví dụ như nghè ở Trường Yên là một kiến trúc phụ của đền Vua Đinh. Hiện nay thì ngôi nghè cổ nhất được tìm thấy là vào thế kỷ 16-17. Điện thờ là gì? Điện là sảnh đường cao lớn, thường chỉ chỗ vua chúa ở, chỗ thần thánh ngự. Như vậy, điện thờ là một hình thức của đền, là nơi thờ thánh trong tín ngưỡng tam tứ phủ. Tuy vậy, quy mô của điện nhỏ hơn đền và phủ, lớn hơn so với miếu thờ. Thông thường thì điện thờ Phật, thờ mẫu, thờ công đồng, tam tứ phủ, trần triều và các vị thần được nhân gian tôn sùng. Điện có thể của cộng đồng hoặc có thể là của tư nhân. Trên bàn thờ thì thường có ngai, bài vị, có khán, tượng trưng chư vị đánh thần và các đồ thờ khác như tam sơn, bát hương, cây nến, nọ hoa, vàng mã, vân vân. Phủ là gì? Phủ là đặc trưng của tín ngưỡng thờ mẫu, tín ngưỡng bản địa của người Việt. Một số nơi thờ tự như ở Thanh Hóa gọi đền là phủ. Có thể hiểu phủ là nơi thờ tự thanh mẫu hát sầm ất và mang đặc trưng, mang cái tính chất trung tâm của cả một vùng rộng lớn, vượt ra ngoài phạm vi địa phương và thu hút tín đồ từ nhiều nơi đến để hành hương. Phủ thì cũng tương tự như chốn tổ của sơn môn đạo Phật. Ngôi phủ sớm nhất còn lại hiện nay được biết đến là điện thờ các thần ở Bút Tháp, Phong Linh Đài vào khoảng giữa thế kỷ thứ 17. Quán là gì? Quán là một dạng đền gắn với đạo não hay đạo giáo. Vào các thế kỷ thứ 11 và 14, đạo não ở Việt, ở Đại Việt thì nặng xuống thần tiên, nên điện thờ thực chất giống như một đền thờ thần thánh. Sang đến thế kỷ 16-17, sự khủng hoảng của nho giáo đã đẩy một số nhà nho và một bộ phận dân chúng quan tâm nhiều hơn tới não giáo, và điện thờ đạo giáo có nhiều sự phát triển mới với việc thờ cúng các thần linh cơ bản theo văn hóa và tín ngưỡng của Trung Hoa. Đó là Tam Thánh, gồm có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo Quân và Thái Thượng Lão Quân. Ngũ nhạc mà nổi lên với Đông Phương Sóc và Tây Vương Mẫu, rồi Thánh Phụ, Thánh Mẫu, Cửu Diệu Thiên Quân, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Mặt Trời Mặt Trăng, Hổ Phù Cây Đu. Đồng thời trên chính điện cũng có cả tượng của Ngọc Hoàng hay là Hoàng Quân Giáo Chủ. Có thể kể tới các quán điển hình như Hưng Thánh Quán, Lâm Dương Quán, Hội Linh Quán đều Hà Tây cũ và nay thuộc về Hà Nội. Am là gì? Hiện được coi là một kiến trúc nhỏ thờ Phật. Gốc của am là từ Trung Quốc, được mô tả như là một ngôi nhà nhỏ lập ná dùng làm nơi ở của con cái chịu tang cha mẹ.
Về sau thì đổi kết cấu mái tròn, lợp lá, làm nơi ở và đọc sách của các văn nhân. Từ đời Đường ở bên Trung Quốc, am là nơi tu hành và thờ Phật của các ni cô đặt trong các vườn tư gia. Với người Việt thì am là nơi thờ Phật. Hương Hải Am tức là chùa Thầy. Thọ Am tức là chùa Dậu ở Hà Tây. Cũng có khi am là ngôi miếu nhỏ thờ thần linh của xóm làng. Vào thế kỷ thứ 15, thời niên xưa là nơi ở tĩnh mịch để đọc sách và làm thơ của các văn nhân. Miếu thờ thần linh ở các làng hoặc miếu cô hồn ở bãi Tha Ma cũng gọi là am.